đối với những người đam mê các thể loại chuyện như linh dị, kinh dị, siêu nhiên. Sự thu hút đối với các thế lực tâm linh là không hề nhỏ. Điều cuốn hút nhất có lẽ đến từ các năng lực, khả năng của các thế lực đó. Giống như chuyện song sinh tôi vừa kể, tà thần là một vị thần có quyền năng rất lớn trong thế giới tâm linh. Tuy nhiên, vị thần này lại không giống với các chính thần mà ta hay biết, xung quanh họ bao phủ là bóng tối, là một đối trọng so với ánh hào quang tỏa sáng của các chính thần. Mọi người có ai đã từng nghĩ, nếu chỉ có một phần năng lực của họ thì sẽ tuyệt vời thế nào chưa? Tuy nhiên, một trong các quy tắc mà tôi từng nhắc đến trong chuyện hoán đổi là sự trao đổi sẽ khiến cho con người ta phải cân nhắc thật kỹ trước khi nghĩ đến. Có lẽ, nhân vật sau đây không hề biết đến điều đó, cũng có thể cám dỗ mà nó mang đến lại quá lớn, khiến cho con người ta phớt lờ đi các hậu quả. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt đối với loạt phim về các ma cà rồng. Loạt phim The Vampire Diary, loạt phim The Original là phần ngoại truyện của The Vampire Diary và loạt phim Legacy. Tuy các loạt phim riêng lẻ, nhưng câu chuyện lại nối tiếp nhau, tạo ra một tuổi thơ hoàn hảo cho bất kỳ ai từng đam mê các thể loại phim này. Các nhân vật trong đó vừa mang nét kinh dị, đậm chất quỷ hút máu vốn có như các phim kể về Dracula, vừa mang vẻ ngoài hào nhoáng, đầy ma mị như loạt phim The Twilight Saga. Điểm đặc trưng, thu hút nhất đối với tôi có lẽ đến từ sự bất tử, tuổi thanh xuân bất tận mà bất kỳ ai cũng từng khao khát. Nghe có vẻ điên, nhưng tôi luôn tìm các cách khác nhau để thử. Thậm chí cả việc thỏa thuận với quỷ ở ngã tư đường như trong loạt phim Supernatural. Sau đó một thời gian, tôi thử bằng cách dùng dao cắt vào tay cho máu chảy ra. Đương nhiên, kết quả thì mọi người cũng sẽ dễ dàng đoán được. Máu sẽ không ngừng chảy nếu tôi không tìm cách cầm máu lại. Vết thương thì một thời gian dài mới lành lại và để lại các vết sẹo dài. Ngoài cơn đau ra thì không có bất kỳ phép màu hay lời nguyền nào cả. Đến khi nhận ra sự ngu ngốc của mình, đã quá tin vào điều hoang đường đó, hai bàn tay tôi đã đầy các vết thương cũng như các vết sẹo. Tôi từ bỏ thì cũng là lúc bàn tay tôi không còn lành lặn, nguyên vẹn như bao người khác. Sau một thời gian dài, tôi hòa vào cuộc sống thường nhật, bộn bề lo toan như bao người khác và cũng quên đi những đam mê cũng như các hành động ngớ ngẩn thời tuổi trẻ. Đến năm 45 tuổi, hôm đó có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra, xung quanh là tiếng còi xe cấp cứu. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ là mình đang nằm trên một cái băng ca lạnh trong bệnh viện. Sau đó, mọi thứ tối dần đi. Đây là đâu? Xung quanh tối đen. Tôi cử động thì chợt nhận ra mình đang nằm trong một không gian kín. Có lẽ, họ nghĩ tôi đã chết. Tôi đang trong một cái quan tài. Thứ mà người ta hay dùng để đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ. Không, tôi còn sống mà. Tôi gào lên trong vô vọng khi tiếng mưa rả rích lấn át gần như hoàn toàn. Tôi ra sức đập vào phần vách dù cử động khá khó khăn, nhằm để đánh động xung quanh, mong sao sẽ có người nghe thấy. Không có tác dụng. Tôi nghĩ, nếu làm thủng bên trên, đất cát sẽ nhanh chóng tràn vào mặt, chèn kín và bất ngờ cướp đi hơi thở của tôi trước khi tôi tiến tới nguồn không khí tiếp theo trên mặt đất. Do đó, tôi dùng chân cố gắng phá bên dưới, đồng thời cũng sẽ gây ra tiếng động lớn, may mắn có thể gây chú ý với ai đó. Mất một quãng thời gian, tôi mới có thể làm thủng một phần nhỏ của nắp hòm. Đất từ đó tràn vào, nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống. Tôi hoảng sợ khi nghĩ không bao lâu nó sẽ lấp đầy tất cả, chôn sống tôi. Một lúc sau, khi tôi định dùng chân ngăn không cho nó vào thêm, thì nó dồn vào nhau rồi ngưng lại. Tôi cử động nhiều, vô tình sử dụng khá lớn lượng không khí còn sót lại. Tôi cố gắng tiếp tục phá phần nắp. Các lần sau, không khí dần ít đi, cử động của tôi cũng chậm dần. Không hiệu quả, tôi vội tìm cách xoay người lại. Tôi nghĩ, nếu phá từ bên dưới thì đất sẽ không tràn vào tiếp. Mặc dù, quãng đường thoát ra sẽ hơi xa hơn chút, nhưng phương pháp này có lẽ sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Nhất là khi tôi dùng tay sẽ thuận tiện hơn và lực tác động cũng lớn hơn. Sau một hồi ra sức, không khí dần ít đi làm tôi cảm thấy khó thở. May sao, lúc này nó bung ra. Tôi mừng rỡ dùng hết sức tạo ra cái lỗ lớn nhất có thể để bản thân có thể chui qua được. Lớp đất bên dưới cứng hơn tôi tưởng. Tôi tìm các vật dụng được tuẫn táng theo để xới lớp đất đó lên. Không gì nhiều, tôi ra sức đào. Thậm chí, tôi dùng cả tay cào bới. Việc tổn thương không là gì so với niềm vui sướng khi nghĩ tới gương mặt của những người thân khi gặp lại mình. Bàn tay tôi chậm dần, đầu óc tê dại đi sau quãng thời gian dài thiếu dưỡng khí. Các hình ảnh, kỷ niệm trong quá khứ cứ chậm chậm trôi qua trong đầu. Tôi gục xuống, dần ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi lại tiếp tục đào một cách yếu ớt. Tôi nghĩ tới các bộ phim về ma cà rồng mình từng xem trong quá khứ. Vì họ bất tử, nên cách tra tấn hữu hiệu nhất là rút cạn máu, nguồn sinh lực sống của họ, rồi giam cầm thân xác họ vào các vách tường xây. Họ vẫn sống trong thoi thóp, nhưng không có hy vọng về ngày mình được giải thoát. Tù chung thân vĩnh viễn, tôi dần hiểu cảm giác của họ vì chính bản thân mình đang trong tình trạng đó. Tôi lại ngất đi,
Các lần sau đó, cử động của tôi dần chậm lại và thời gian trước khi ngất đi cũng ngắn hơn. Dần dần, tôi chỉ có thể cử động được tay chân mỗi khi tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, lúc này, tôi chỉ muốn chết đi chứ không muốn bị giày vò, phải đối diện với cái chết hết lần này đến lần khác như thế này. Thậm chí, tôi muốn dùng thứ gì đó, chấm dứt mạng sống của mình, giờ đây cũng là điều quá khó khăn. Tôi dần không còn nhận thức được thời gian. Nó lâu tới mức, tôi cảm nhận được cái hộp quan tài bảo vệ xung quanh tôi dần dần giãn ra, thay vào đó là lớp đất mềm. Các loài sinh vật sống trong đất thay phiên nhau ghé thăm tôi. Giun, dế, giòi bọ, lâu lâu, còn có một vài vị khách lạ khác. Tôi chỉ cảm nhận được, chứ không thể thấy bọn chúng, và cũng không thể tránh né, cũng như xua đuổi. Thời gian cứ trôi, tôi cũng không còn hy vọng. Ở đây, ngày cũng như đêm. Cái cảm giác, một sinh vật chết bên cạnh bạn, trải qua thời gian phân hủy để chỉ còn mỗi bộ xương, là điều duy nhất giúp bạn định hình được thời gian. Tiếng xúc đất vang lên, ánh sáng le lói chiếu vào mặt tôi. Tôi mừng rỡ khi cái ngày tôi mong chờ nhất cũng tới. Tôi lại ngất đi, nhưng biết khi tỉnh lại tôi không phải ngất nữa. Xung quanh khá sáng, tôi nhìn quanh, nơi đây trông như phòng phẫu thuật trong bệnh viện. Họ đang tìm cách chữa trị, cứu giúp tôi chăng? Khi tôi nhìn vào tấm gương, một bộ não bên trong hộp kính chứa đầy dung dịch, nối với một con mắt đang nằm giữa các vòng đệm, lưng chừng bên trên một mặt bên của chiếc hộp kính. Trông như chiếc hộp kính đó là một cái đầu, bên trên chỉ đưa ra mỗi một con mắt, nối với bộ não bên trong bằng các sợi dây thần kinh. Thứ đó chính là tôi đang nhìn mình trong gương. Tôi không cảm thấy đau đớn, tôi không cảm thấy sợ hãi, tôi không cảm thấy buồn khổ, tôi không cảm thấy gì cả.